Chắc là nhà chú đây rồi. Có ai ở nhà không ạ? Ai thế? Chào anh chị ạ. Anh chị cho tôi hỏi đây có phải nhà chú Hải không ạ? Đúng rồi, đây là bố tôi. Anh là ai và tìm bố tôi có chuyện gì? À, trước đây tôi với chú Hải có quen biết nhau. Hôm nay tôi về thăm chú ấy. Không biết chú ấy có nhà không ạ? Bố tôi chết rồi. Sao cơ ạ? Mấy anh chị vào nước. Dạ. Bố tôi mất được gần một tháng rồi. Chắc là anh ở xa nên không biết tin. Đúng là tôi không biết thật. Tại cách đây hơn một tháng, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chú. Thấy chú bảo là chú vẫn khỏe. Mà sao chú lại ra đi đột ngột thế ạ? Bố tôi bị đột quỵ, cho nên là mất hơi đột ngột. Gia đình tôi cũng sốc mà. Dạ vâng ạ. Tôi thấy có lỗi quá. Chú mất mà tôi lại không gặp chú lần cuối được. Không sao đâu. Anh đừng áy náy làm gì. Anh ở tận trên thành phố, xa xôi như thế, không biết thì không có lỗi. Hôm nay tôi về thăm gia đình, không ngờ lại nghe tin chú mất như thế này. Tôi xin chia buồn với anh chị. Mong anh chị vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát này. Tôi có chút quà biếu anh chị, mong anh chị nhận giúp ạ. Cái này... Ê, người ta đã có tấm lòng rồi thì anh nhận đi cho người ta vui. Nhận đi. Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn anh nhá. Không có gì ạ. Mà cho tôi hỏi, anh với bố tôi có quan hệ như thế nào thế? Tôi vẫn chưa biết anh là ai cả. Xin lỗi, quên chưa giới thiệu. Tôi là Dương. Trước đây tôi cũng có may mắn được chú Hải cứu một lần khi tôi bị tai nạn. Tôi coi chú như là người cha thứ hai của tôi vậy. Tôi biết ơn chú lắm. Thì ra là thế. Vậy thì anh cứ coi tôi như là anh em trong gia đình đi, không phải ngại. Thế ở trên Hà Nội anh làm nghề gì đấy? Trông anh có vẻ rất giàu có. Tôi có mở một công ty. Nếu anh chị có dịp thì mời anh chị lên đó chơi với tôi ạ. Uầy, anh ơi, anh có công ty riêng ấy ạ? Thế thì chắc là anh giàu lắm nhở? Tôi cũng bình thường thôi ạ. Cảm ơn anh đã có lời mời. Khi nào vợ chồng tôi có dịp lên đó sẽ thăm anh ạ. Còn lúc nào anh rảnh thì anh cứ về đi chơi. Mặc dù bố tôi mất rồi, nhưng mà đây là căn nhà ông để lại. Anh về đây chơi coi như là thăm bố tôi rồi. Vâng ạ. Khi nào rảnh tôi sẽ về thăm chú và anh chị. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép ạ. Ấy, anh chị đã về đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với vợ chồng em đã. Dạ thôi ạ, hẹn anh chị dịp khác. Vì ở trên thành phố tôi còn nhiều việc cần xử lý quá. Một lần nữa xin chia buồn với anh chị ạ. Vậy thôi, anh đã nói như thế rồi, chúng tôi cũng không giữ anh nữa. Khi nào anh rảnh về nhà tôi chơi. Dạ vâng, nhất trí ạ. Thôi, tôi xin phép. Anh chị về cẩn thận ạ. Dạ, đi thôi. Chủ tịch đứng đau buồn quá. Anh về thăm chú ấy thế này cũng coi như là có tấm lòng rồi. Không ngờ chú ấy lại ra đi nhanh như vậy. Mới ngày nào tôi và chú ấy còn nói chuyện với nhau. Thế mà bây giờ đúng là cuộc đời vô thường thật. Chủ tịch, có chuyện này em không biết có nên nói hay không. Sao thế? Em nói đi. Em thấy họ cứ sao sao ấy. Sao là sao? Nhìn họ cứ tham lam kiểu gì ấy. Lúc thấy chủ tịch cho tiền thì sáng hết cả mắt lên. Sau lúc nghe là chủ tịch có một công ty thì họ như kiểu muốn nhảy vô lấy chủ tịch ấy. Thôi, kệ họ đi. Dù sao thì bố của họ cũng cứu tôi một mạng. Không có ông ấy thì không có tôi ngày hôm nay. Coi như đó là một món quà mà chú ấy để lại cho con chú ấy trước khi ra đi. Vâng ạ. Thôi, đi thôi. Wow. Này, không ngờ bố anh lại quen được một người giàu có như anh ta đấy. Thế mà ông già không nói gì với anh cả, cứ im ỉm. Có khi nào
anh ta cho bố anh rất nhiều tiền, rồi bố anh đem đi cất ở đâu không? Ừ nhỉ. Sao từ lúc đấy đến giờ vợ chồng mình không nghĩ ra chuyện này? Có khi nào ông già cất tiền ở đâu đấy mà vợ chồng mình không biết không? Thế nhưng mà bây giờ bố anh mất rồi, tìm nào được. Cái ông già này nữa, tự nhiên lăn đùng ra chết, sống lâu thêm tí nữa thì có phải vợ chồng mình được nhờ không? Vợ chồng thằng Hùng Quân Nhiên đâu? Anh Nam à, anh vào nhà uống nước đã à? Nước nôi gì, vợ chồng mày có tiền chưa? Anh ơi, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà em rồi đấy ạ. Bố em thì cũng vừa mới mất xong, bao nhiêu chi phí em phải lo cho ông cụ, bây giờ lấy đâu ra tiền để trả ngay cho anh ạ? Kệ xác nhà mày, tao cho vay lãi chứ không phải đi làm từ thiện. Vợ chồng mày khất lần khất lượt thế ạ? Anh ơi, anh cho chúng em khất nốt hôm nay thôi, cuối tháng em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho anh ạ. Còn có 2 tuần nữa là hết tháng thôi, mà vợ chồng mày nợ tao nửa năm nay rồi. 2 tuần nữa chúng mày lấy đâu ra tiền trả tao cả gốc lẫn lãi? Định đùa tao à? Ấy, vợ chồng em nào dám đùa anh ạ. Anh cứ yên tâm, lần này bọn em sẽ trả hết nợ cho anh. Nếu không thì sao? Nếu không thì bọn em sẽ để lại căn nhà này cho anh ạ. Vợ chồng mày hôm nay ăn cái giống gì mà mạnh mồm đấy à? Thì vợ chồng em cũng mượn anh lâu lắm rồi, cho nên là cũng phải biết điều chứ ạ. Chứ không thì mất uy tín của vợ chồng em ạ. Chúng mày có uy tín đếch gì mà mất. Nhưng mà thôi được rồi, tao cho chúng mày 2 tuần, sau 2 tuần phải có tiền trả tao, không thì đừng có trách. Dạ vâng ạ. Vâng vâng. Các anh đi cẩn thận ạ. Ôi giời ôi. Anh ý, mau nghĩ cách kiếm tiền từ ông kia đi. Được rồi, để anh tính. Tao hết cả đầu. Vào đi. Dạ thưa chủ tịch, hai vợ chồng hôm trước muốn gặp anh ạ. Họ đang ở đâu? Họ đang ở ngoài sảnh ạ. Em mời họ vào phòng khách công ty giúp anh. Vâng ạ. Chào anh chị ạ. Chào anh Dương ạ. Mời anh chị ngồi. Anh chị đi đường có mệt không ạ? Dạ, chúng em cũng hơi hơi thôi. Khổ lắm, quanh năm ở quê có đi đâu đâu. Nên là lần này đi xa em hơi say xe tí. Anh chị đến gặp tôi chắc là có chuyện quan trọng phải không ạ? Không giấu gì anh. Thật ra là chúng tôi có chuyện gấp cần anh giúp, cho nên là mới phải lên tận đây nhờ anh đấy ạ. Anh chị cứ nói đi ạ, nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp. Thưa anh là hiện tại gia đình chúng tôi khó khăn quá. Hôm qua có vài tên đòi nợ đến nhà tôi đòi tiền. Trước đây bố tôi có nợ chúng, nhưng mà hai chúng tôi không biết gì về số nợ này cả. Nghe chúng nói là bố tôi cờ bạc rồi vay chúng. Bây giờ cả gốc lẫn lãi lên tận vài trăm triệu rồi đấy ạ. Anh nói sao ạ? Chú Hải cờ bạc ấy ạ? Vâng, ban đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng mà khi chúng lấy ra tờ giấy nợ có chữ ký của bố tôi thì tôi cũng đành phải tin thôi ạ. Tuy là tôi không thường xuyên gặp chú ấy, thế nhưng mà tôi biết chú Hải không phải là người như vậy. Chúng tôi cũng không tin đâu ạ, nhưng mà bọn chúng đã nói vậy rồi. Giấy nợ cũng có chữ ký của bố tôi. Tôi mà không trả là bọn chúng lấy luôn căn nhà của chúng tôi đấy ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Bọn em ở quê thì đã vất vả rồi, bây giờ mà bị lấy nhà đi thì chỉ có nước ra ngoài đường ở thôi anh ạ. Sao lại ngang ngược như thế được? Để tôi báo công an. Anh ơi, không được đâu. Anh mà báo công an là bọn chúng giết vợ chồng tôi mất. Anh đừng làm như thế. Vậy bây giờ anh chị đến đây là muốn mượn tiền tôi đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Thực sự là bọn em cũng hết cách, nên là mới phải lặn lội lên tận đây để gặp anh. Mong anh giúp cho ạ. Anh có thì cho bọn em vay, sau này bọn em đi làm bọn em sẽ trả dần cho anh ạ. Thôi được rồi, dù sao chú Hải cũng là ân nhân của tôi. Nếu như mà chú ấy nợ bọn chúng thật thì tôi sẽ giúp chú trả số nợ này, coi như là báo đáp công ơn cứu mạng của chú ấy vậy. Dạ vâng, thay mặt bố tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng mà hiện tại tôi không có sẵn tiền ở đây. Anh chị cứ về đi ạ, rồi ngày mai tôi chuyển khoản cho. Dạ, vậy cũng được ạ.
Vợ chồng tôi biết ơn anh nhiều lắm ạ. Không có gì đâu. Dù sao thì anh chị cũng mất công lên đây rồi. Để tôi mời anh chị đi ăn rồi hãy về. Dạ, bọn em cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà chắc là thôi, cho bọn em xin phép ạ. Ở quê bọn em còn nhiều việc lắm. Thôi để lần khác lên thăm anh thì dùng bữa với anh sau ạ. Vậy cũng được. Thế để tôi cho người đưa anh chị ra bến xe nhé. Dạ thôi, anh không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Bọn em đi xe ôm được rồi. Không làm phiền anh nữa. Vợ chồng tôi xin phép ạ. Chào anh ạ. Anh chị về cẩn thận ạ. Tôi xin phép ạ. Chủ tịch, họ nói gì vậy ạ? Họ bảo là khi chú Hải còn sống, vay tiền của bọn xã hội đen để chơi cờ bạc, bây giờ bọn chúng đến đòi cả gốc lẫn lãi là mấy trăm triệu, nên bọn họ đến vay anh để trả nợ. Chủ tịch cho họ vay chưa ạ? Chưa. Anh bảo họ cứ về rồi mai anh chuyển khoản. Có phải là chủ tịch cũng thấy đáng nghi lắm đúng không ạ? Em điều tra giúp anh chuyện này. Nếu đúng chú Hải vay tiền họ thật thì anh sẽ giúp chú trả nợ. Còn nếu không thì... Ôi dồi ôi, xe xé thế không biết. Cái đầu của tôi. Ôi, kêu gì mà kêu lắm thế. Điếc hết cả tai. Anh cứ thử xay xe như em đi, xem anh có chịu nổi không. Chịu khó một tí, nhưng mà có tiền. Lần này anh ta mà gửi tiền cho vợ chồng mình thì mới bỏ cái công mình lặn lội lên Hà Nội để còn vay tiền anh ta. Thế nhưng mà theo em, nó có chuyển tiền cho mình không? Chắc chắn là có rồi. Người ta nhiều tiền như thế cơ mà. Với lại nha, anh lấy lý do trả nợ cho bố như thế, em nghĩ người ta phải giúp thôi. Thế thì vợ chồng mình chuẩn bị ăn mừng đi thôi. Chẳng thế thì không ạ. Vào đi. Thưa chủ tịch, em đã điều tra hết rồi ạ. Vậy à? Có đúng như những gì họ nói không? Tất cả những gì họ nói đều là giả dối. Thậm chí chú Hải mất đều là do hai người họ đấy ạ. Em nói anh nghe xem nào. Cô là ai? Hẹn tôi ra đây có việc gì? Tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh. Tại sao tôi phải trả lời cô? Như thế này đã đủ chưa? Tôi thích cách làm việc của cô. Có chuyện gì cứ nói đi. Có phải anh là chủ nợ của vợ chồng anh Hùng, chị Nhiên, nhà ở xóm chùa đúng không? Đúng vậy. Bọn họ nợ tiền anh hay là chú Hải, bố của họ? Tất nhiên là hai vợ chồng nó rồi. Ông Hải cũng vì hai vợ chồng nó mà chết đấy. Anh nói vậy là sao? Hai đứa này nó nghiện cờ bạc, nợ nần nhiều lắm. Định bán căn nhà của ông Hải đi, ông ấy tức quá, đột quỵ mà chết đấy. Thì ra là vậy. Đúng là một lũ con bất hiếu mà. Phải có đám bất hiếu như chúng nó thì tôi mới kiếm được tiền chứ. Anh ăn nói cũng trơ trẽn thật đấy. Mà bọn họ nợ anh bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi hơn 100 triệu. Không ngờ người tốt như chú Hải lại có người con trai khốn nạn như thế. Chủ tịch, bây giờ anh định làm gì ạ? Em đi cùng anh về đấy một chuyến. Vâng ạ, vậy em xin phép. Tiền của tao đâu? Anh ơi, sao anh đến sớm thế ạ? Đã hết tháng này đâu? Tao không cần biết, nôn tiền ra đây. Sao bây giờ anh ta vẫn chưa chuyển tiền cho mình? Anh không biết nữa. Anh Dương, mày quá, có anh ở đây rồi. Bọn họ lại đến đòi nợ vợ chồng tôi rồi này. Hai vợ chồng các người đúng là loại cặn bã. Sao dám lấy danh dự của bố mình ra để đi vay tiền kiểu đấy hả? Anh Dương, anh đang nói gì vậy ạ? Anh chị đừng có giả vờ nữa. Chủ tịch của tôi đã biết hết chuyện xấu của hai người rồi. Ôi anh ơi, thực sự là vợ chồng em khó khăn quá, cho nên mới nói dối anh như thế thôi. Anh làm ơn làm phước. Nể tình bố em đã từng cứu mạng anh cứu giúp vợ chồng em được không ạ? Đúng rồi anh ạ. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được vợ chồng em thôi. Nếu mà bố em còn sống thì bố em chắc chắn sẽ nhờ anh giúp đấy ạ.
Đến giờ này mà hai người vẫn lôi người bố đã khuất của mình ra để đổi lấy sự thương hại của tôi á. Anh ơi, anh cứu chúng em với. Chúng em biết sai thật rồi mà anh. Hôm nay tôi về đây là để ra mộ chú Hải, thắp cho chú nén nhang. Đồng thời cũng xin lỗi chú là tôi không thể giúp con chú được. Các người tự lo cho cuộc sống của mình đi, tôi không giúp. Đi thôi. Anh Dương, bây giờ người duy nhất giúp được chúng mày cũng đã đi rồi. Chúng mày định thế nào? Anh ơi, anh cho chúng em khất lần này thôi. Chúng em sẽ trả sớm cho anh ạ. Tao nghe chúng mày khất nhiều rồi. Nếu đã không có tiền, mỗi đứa để lại cho tao một cái tay. Ôi anh ơi, chúng em sẽ cố gắng để trả cho anh. Anh đừng có cắt tay em ạ. Anh ơi, hay là anh chờ em bán căn nhà này, rồi em sẽ trả cho anh ngay. Sẽ không có ai mua căn nhà này của chúng mày đâu. Sao thế ạ? Vì người đàn ông vừa nãy ra lệnh cho tao giữ bằng được căn nhà này, và ngay cả bọn tao cũng không được xiết nợ bằng căn nhà này. Ôi anh ơi, nhưng mà đây là nhà của vợ chồng em mà. Nhà nào là nhà mày? Đây là nhà của bố chúng mày. Muốn bán á, tự đi xây mà bán. Còn số nợ, tao tạm gác lại. Vì nể mặt người vừa nãy, tao cho chúng mày đúng một tháng. Sau một tháng không có tiền, đừng trách tao ác. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Lúc đấy, nhất định em sẽ trả đủ cho anh. Ôi giời ơi, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Cứ tưởng là kiếm trác được ít từ tên nhà giàu kia, ai ngờ bây giờ lại ra nông nỗi này. Tại anh ấy, ai bảo suốt ngày lao đầu vào cờ bạc làm cái gì? Cô nói tôi mà cô không xem lại mình à? Thế cô suốt ngày để đóm còn gì? Ôi là trời đất ơi, cờ với trả bạc, đê với trả đóm, chỉ có nước tan cửa nát nhà thôi.